Đấy, tiếp theo là cái tiền kết hôn. Bây giờ một năm một cháu là 108.000 tiền kết hôn một cháu nhân với tổng số sinh của trường mình là 1.123 cháu thì cái số tiền nó sẽ ra là 121 triệu đồng trên một năm. Thì bây giờ trường mình là chỉ có 9 tháng học thì 121 triệu đấy chỉ để cái tiền kết hôn không thì nó rất chi là vô lý, hoàn toàn là quá vô lý luôn. Trong khi đấy như cô vừa giải thích là có cả tiền sử dụng vệ sinh thì những thực ra bây giờ tất cả các phụ huynh một số phụ huynh về có cả con cái bảo là bây giờ đi đến trường nhiều học sinh không dám đi vệ sinh mà phải đi đúng lại có vật đấy tại vì nó quá buồn cười quá buồn cười. Cái thứ ba là kể cả về cái vấn đề nước uống, cái vấn đề nước uống thì ở đây của các cháu là gì đầu tiên một tháng vị chi chia một con ra là mỗi lớp là 2.000 đồng trên một ngày thì họ các cháu không hết được không? Nếu mà để chia ra mỗi chia ra lúc thì 2.000 đồng tương đương với 3.000 các bạn biết thì các cháu không hết được không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái thứ tư là cái tiền sổ đấy là điện tử. Đúng rồi. Hiện tại cái tiền sổ đấy là điện tử cũng đang ở mức cao nhất hiện nay trong khu vực này. Trường mình đang là 135.000 và các trường hiện tại là 40.000 thôi. Hiện tại các trường là chỉ khai mức từ 60 đến 90.000. 40.000 là mức thấp nhất. Và một cái mức nữa là bây giờ đến cái tiền điện và cái tiền điều hòa. Điều hòa thì bây giờ là đơn giản nhất là gì? Là bạn quay đây được rồi. Mục đích để hỏi trước. Bây giờ tôi hỏi là trên trường là nếu mà nói đơn giản như lớp 3C năm ngoái mà được 30 ngày rồi mà được 30 ngày điều hòa mà bảo trước bây giờ tôi bảo trước triệu rưỡi một năm tính tổng rồi à, tôi xin lỗi là 50.000 đồng trên một cháu thì nhân với 40 cháu tương đương 12 triệu đồng trên một năm thì bảo trước cái gì ạ? Cái thứ nữa là bây giờ cái tiền điện thì nếu mà điều hòa dùng thì chỉ có 3 tháng một ngày thôi. Bây giờ mỗi cháu là 81.000 tiền điều hòa đúng không? Và một cái nữa là cái kỹ lưỡng trong phiếu lấy ý kiến là có 60.000 đồng nhưng đến khi thu thực tế là 100.000 đồng thì cái sự trên này đấy sao cũng phải thích với phụ huynh và cũng thế là tôi thế bây giờ tôi cũng sai cũng đổ lên đầu giáo viên chủ nhiệm đúng không? Cái đấy là vô lý đấy. Nếu mà bây giờ cô hiệu trưởng nói là bảo tất cả bây giờ vấn đề chưa nhà trường chưa triển khai mà giáo viên chủ nhiệm thu thì tôi đề nghị giáo viên chủ nhiệm nào cũng tự nhận ra đứng ra trách nhiệm cô sẽ làm được với giáo viên chủ nhiệm đấy. Đúng rồi. Và một cái nữa là tôi có một yêu cầu là bây giờ tại vì về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang có vấn đề rất lớn thế nên là tôi có yêu cầu là bây giờ có thể không riêng gì tôi mà có thể là bất kể một phụ huynh nào trong giờ chuẩn bị về cái thực phẩm cho các cháu có thể đột xuất kiểm tra về cái vấn đề an toàn thực phẩm cho các cháu. Mọi người có đồng ý không? Nhà trường cái thứ hộ mình phải quản lý được cái này. Về cái khoản thân ăn của các cháu là phải quản lý. Đấy, còn nói đơn giản là bây giờ hiện tại là tôi đang có gần như là tất cả đầy đủ về tất cả các khoản thu của các trường quanh khu vực này. Thì hiện tại bây giờ là trường thứ 8 mình đang là khoản thu cao nhất trong tất cả các trường. Hiện tại trường thứ 8 các khoản thu đang cao nhất trường hơn à, cao nhất khu vực bên dưới này. Tính từ gia sàn nổi ra đấy, tính từ trường nhất trang nổi ra hiện tại đang là cao nhất. Đấy ý kiến của tôi hiện tại chỉ có cần lấy ý kiến còn đấy không khẳng định là nếu mà giáo viên nào tự tiện đứng ra thu cái khoản tiền đấy đối chất với tôi sẵn sàng tôi làm việc đến tuổi với giáo viên đấy. Đúng rồi, chúc mừng nha.